tôi luôn nha. Bị giọng luôn. Ai em đĩa là ai ok nè. Đó, trưởng đoàn nha ông. Vậy cho con khắp cha nè, con phải tâm tài với mẹ. Đây, đây nè, bấm chụm cái đây. À, dựng ma, dựng ma. Dựng ma. Chụp giùm cho mợ tư máy thôi. Đó, mình quay. Đó nha, mấy là nghệ sĩ nha, vừa chụp và vừa quay phim nha. Gần nón ra đi mợ. Rồi, giờ xuống đây. Chưa, mình chụp riêng mình. Chưa, né né ra cho mợ tư mình nữa luôn cho tắm đi. Cho mợ tư tắm nha. Ê, qua đây để qua đầu tàu lại có gì. Trời ơi, dính đầu rồi. Trời ơi, dính đầu dính nóng rồi. Rồi chưa. Xuống mợ. Đó quý vị này á là đi chung đoàn xe nha. Ủa sao cái mẫu chỗ này được nhiều chụp quá vậy ta? Rồi đây, giờ vô. Xé xẻo à. Dạ, sao phải mua rồi. Bà anh chụp tủ với bà. Cái chỗ này mà biết nó có được ở không lúc nào đâu. Thấy như là chân không có. Giờ lên đi. Lên nha. Đâu đâu nổi đi. Bỏ đâu làm nguyên quyền đâu. Mẹ cho mượn. Rồi. Rồi. Vô à, con không chụp câu quay dạ. Câu quay chơi với hả chụp chung vô luôn hả dạ dạ chụp chung đi rồi chụp riêng cái con này nào dạ rồi con biết rồi con chụp mấy con thấy rồi nè vì hai đem mắt kính vô nắng nó chói vô quá mà nhầm bị nháy rồi vậy mình gửi đợi chụp nhắn xin nha rồi rồi 1 2 3 đó, chụp đòn chụp máy này chưa máy này của ai chụp máy này ai đưa mình chụp đi. Đó, bà gì nha? Bây giờ bà rửa. Qua có đưa máy hôm qua. Có đưa rồi. 1. Quá trời. Alo mày. Rồi ok. Được chưa? Rồi. Để máy bỏ túi rồi. Ai là được. Bỏ vô con. Dạ con cũng chụp nữa hả? Con chụp lại kỹ tiền. Wow.
Vậy chỉ qua đội chúng sinh cho. Ủa con đi trong đoàn nào? Con bán vé mà, con bán vé cho mọi người đi á. Vậy đó hả? Dạ. Chứ là nhà nghỉ đằng kia. Ờ vậy hả? Nhà nghỉ mà lúc tối nghỉ hả? Dạ, con hồi qua con đảo là cũng của khách sạn của bên con luôn. Xe luôn. Và bên đó là có anh con đón đưa về khách sạn hết, đón đi thì hai điểm tham quan là đó. Vậy giàu quá vậy ta. Có người sắp xếp hết. Vậy thôi chụp cho cô quá mấy bộ hình vậy cô. Dạ. À là máy cô nè. Chuẩn bị cái đoàn của mình đi xuống nè. Kiểm tra lên. Lên nhau. Rồi đoàn mình 30 người, nói 30 người con có đưa vé gọi lên đi lên đi. Đoàn 30 người sắp rồi. Này này cái đoàn này của ai đâu rồi? Của con nào đó? Của cô nè. Rồi vô rồi đi qua. Nè của cô 30 người. 30 anh đây, 30 người anh đây đây. Đây của cô 30 người nè, 30 người nha. Đưa vé. Giờ mình xuống tàu á, mình đi. Chị Quyền ơi. Ai 30 người. Còn chị để đây nè. Để đây nha. Để đây. Nó giống nhau hết, nó cũng ngủ hết rồi.
chị vô. Đúng rồi. Giờ on chế đồ hả? Chế đồ.